Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Anh đánh giá Lâm là người thế nào? Lần chưa, chưa mới vô lần đầu thì chưa đánh giá được. Tự chẳng qua là mình dòm ngó thôi. Dòm ngó hả? Để thấy trộm hay sao mà dòm ngó thử rồi. Dân trộm hay sao mà dòm ngó. Thì nói chung ra hồi xưa là gia đình có quán nước ở ngoài công viên. Về thẳng vô ngay quán luôn là chơi. Chơi 9-10 giờ mới về, mà không có vô nhà. Có quắt khách anh, có quắt khách anh. Có nghĩa là cái nguyên cái công viên rất là đông, mấy chục xe nước mía ở đó. Có nghĩa là miệng ai lớn nhất có thể quắt được khách. Mà cái miệng anh quá trời mà. Nó vừa anh thấy vừa cái đèn vừa xi nhan một cái là anh kêu ui là kéo xuống anh liền. Ui là anh quắt liên tục kìa. Là họ sẽ xuống quán anh liền. Cho nên là mấy sớm nó ghét lắm em, mấy đứa mà bán nước mía trên á. Nó làm đâu là anh đâu. Vậy hả? Cái ngày mà anh nhớ là khi mà anh vô chơi với Quỳnh. Xong rồi ảnh đi chiếc quay. Mà chiếc quay của anh xấu. Mà chiếc quay mà cạo sơn, mà sơn xịt lùm lùm la. Mà đồ nghề, đồ bay, đồ tùm lum la. Với lại cái cây dài là cái gì ba? Cây thước. Cây thước á, nhìn ảnh như Tôn Ngộ Không vậy đó. Anh máng vô cái chiếc quay á. Anh đèo vô một cái nó dài thòn. Mà ảnh chút chiếu anh chạy thấy thương lắm. Quẹo vô cái. Tôi chào bác. Cái mặt anh lạnh lùng. Cái mặt anh lạnh lùng. Lâm nó cũng hai bài hài. Lâm nó cũng hai bài hài. Hài quá Lâm. Chứ ba thấy cái vàng mà bầu trước của Quỳnh á. Ba phải so sánh. Bây giờ hả ai mà bằng con. Cho nên dù nhiều khi mà ba thấy con bày hài vậy thôi. Nhưng mà con thương cái ba. Chứ mấy bạn trước rồi nhiều khi về đồ này nọ ấy lắm. Hàng ngày là đem niềm vui đến cho mọi người. Đến khi mà cuối ngày á, nó còn là cái sự mệt mỏi. Và cái sự cọc của mình. Cái năng lượng mệt mỏi, cái năng lượng cọc, quạo lúc nào nó cũng nuôi trong con người anh hết trơn á. Ngay cái về nhà cũng vậy. Cái biểu cảm của mình á, nó gửi đến cho những người thân yêu của mình. Quyền Linh và Lê Lộc rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn nhãn hàng nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình đã đồng hành cùng với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thưa quý vị, đến mỗi câu chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu của Linh đều nôn nao cả. Bởi vì đó những cái câu chuyện cũng rất là thú vị luôn. Dạ. Giữa Mẹ Chồng Nàng Dâu, giữa cha vợ, con rể rồi dạ. Giữa cha chồng nàng dâu vân vân. Dạ, rất là nhiều rồi. Cảm xúc khác nhau quý vị. Thêm nữa là phòng mát mới chúng ta có một cái căn bếp yêu thương này. Nó sẽ là những cái vị ngon để kết nối tình thân với gia đình với nhau. Và đây là một trong những cái điều mà Linh rất là thích quý vị. Bởi vì trong cuộc sống hiện đại này đó, bữa cơm gia đình hết sức là quan trọng luôn. Dạ. Chúng ta chia sẻ những câu chuyện về gia đình, chúng ta ăn uống, chúng ta nói chuyện với nhau, nó không phải ăn ngoài tiệm hoài. Dạ. Và bếp có đỏ lửa thì hạnh phúc nó mới ngập tràn yêu thương. Ngày hôm nay cũng như thế, chúng ta sẽ giới thiệu một cặp cha vợ con rể hả? Cha vợ con rể, đúng rồi. Đúng rồi. Cha vợ con rể nha. Con làm gì con ra dễ quá vậy Lộc? Hả? À! Con biết vô nhắc tới ai rồi. Không, không, đi ra đón, đi ra đón thôi vậy. Có ai nhà không? Có đây. Rồi. À, ai mà ra dễ quá người ta. Dạ mật khẩu là nhiêu vậy? Mật khẩu là nhiêu vậy? Mật khẩu... Sao hay ra dễ quá? Sao hay ra dễ quá? Dễ. Dễ. Rồi. Dạ con mời ba. Wow. Dạ. Chào em, chào anh Linh, chào Lộc. Chào anh ra dễ. Rất là vui mừng khi chào đón gia đình của Lê Dương Bảo Lâm đến ngày hôm nay. Dạ. Đặc biệt là có cha vợ ở đây nữa. Bây giờ anh có thể giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình được biết ạ? Tôi đây là tên Tạ Đình Hương, sinh năm 1970. Hiện tại bây giờ là nội trợ. Tôi là ba Lê Dương Bảo Lâm. Anh thấy thương quá, thấy thương quá. Ba vợ, ba vợ. Ba vợ. Vậy nấu ăn ngon lắm hả? Nấu ăn cũng được. Sáng giờ không ăn cái gì luôn. Không biết lên nói sao. Nói chung là hồi giờ là chưa có lên sóng. Ba lên TV ba vui ba cười nha ba nha. Dạ hơi quạo. Ở nhà hay chọc anh vậy không anh? Nói chung ra cũng ít lắm. Tự nhiên làm cái nghề của nó là đêm khuya nó mới về. Lắm lúc rồi thì hai cha con hiện tại bây giờ Lâm cũng đang ở nhà em.
Ở rể đó. Ở rể đúng không? Ở rể. Ở rể lâu chưa? Ở rể 7-8 năm rồi. À, từ lúc cưới luôn á hả? Lúc cưới ở rể từ giờ đó. Mà sao nhà anh không ở? Sao nhà anh không ở? Dạ chắc cho thuê lấy tiền quá. Mới vô mà hỏi vấn đề hả? Nhà anh không ở liền. Không, ý là thắc mắc là sao anh muốn ở rể đó. Em biết rồi đó, nhà anh có cái nhà ở Long Thành đúng không? Không, của nó quận chín. Quận chín. Rồi hai vợ chồng ở xong rồi đẻ đứa đầu tiên. Dạ. Xong rồi hả, càng ngày con nó càng còi cọc, em bị suy dinh dưỡng. Cái hả phát hiện ra là hả mẹ mê ngủ quá, rồi không cho nhỏ ăn. Xong rồi nhỏ bị suy dinh dưỡng anh, xong rồi bồng về bà ngoại nuôi mập ú nu thấy thương quá. Cho nên bé thứ hai, bé thứ ba phải chở về bà ngoại, bà nuôi phụ. Cho nên giờ cứ ở quen ở dưới luôn, mỗi khi đi làm về là phải chạy xuống tới Đồng Nai. Giờ cứ ở rể luôn. Rất tiện luôn á. Dạ. Cũng vì hy sinh đời bố củng cố đời con. Dạ. Từ lúc mà Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện đó, anh thấy có ấn tượng gì với chàng rể mà lúc đầu mới gặp đó anh? Ủa mà mới vô là mình vô thẳng này luôn ha anh? Mình chưa có giao lưu gì luôn đó hả? Không có giao lưu cái gì nữa. Ý là muốn nói cái cảm xúc của ba anh hồi đêm. Cảm xúc ghê lắm, trằn trọc không ngủ được. Mà em biết không, anh nói là hả ba, anh nói với Quỳnh luôn, nói là cái này là lần đầu tiên lên tivi, cho nên á hả mình ăn mặc cũng ok một xíu, con đã bút mắt cúp mắt tóc hết trơn rồi. Quỳnh nó nói trời ơi anh ơi, một bộ đồ đẹp chấn động. Nó ý không, cái này không phải, quên cái bộ đồ đi, một bộ đồ đẹp chấn động. Trời, anh cũng gửi là ý hôm qua 11 giờ mặc vô nó như cái mền em, có nghĩa là mặc cái áo thun mình nó mặc ba mặc mấy nước rồi. Nó giãn 8 nước rồi em, nó giãn 8 nước mà nó rộng phùng phình. Nó trộn đây chương trình là mẹ chồng nàng dâu chứ không phải là những cái hoàn cảnh đáng thương. Trời, ba lên vậy là chết con rồi ba. Cái 11 giờ đêm em từ ở Long Thành mà anh điện hết tất cả các size list ở thành phố luôn, là ngày mai là 8 giờ sáng phải có một bộ đồ cho ba anh. Trời ơi bộ đây đồ. Đúng rồi, mà bộ đồ hôm qua là bộ đồ nó bị giãn, cái quần thì nó bị phùng phình, rồi cái đôi giày nó cũng bị thiếu nhi, nó làm sao nó phối lại một cái. Còn đôi giày này là của Salit mới kiếm hết luôn đó. Trời ơi, sáng hồn hồi tối. Tóm lại là đây đồ mượn hay đồ mua? Dạ, cái này là đồ của Salit kiếm cũng trả tiền đó anh. Thì mượn đó. Không, ý là anh Lâm anh nhiều đồ lắm chú. Sao anh cho ba hay là không tặng ba bộ đồ nào đó? Có nghĩa là em đã đưa ba lên cái sào đồ, em đi lựa đồ thì mặc vô mặc đồ vest mà như cái đầm ngủ vậy đó. Có nghĩa là đồ của em nó bự quá, còn ba em nó nhỏ quá, cho nên mặc vô nó không có vừa. Nguyên đêm không ngủ được luôn. Sáng tới giờ chưa ăn được luôn. Trời ơi, vậy hả chú? Sáng tới giờ không có dám ăn. Sao vậy? Sợ ăn cái nó khó chịu luôn, người lắm. Nhưng mà thà là để quay xong rồi ăn cũng được. Là trời. Trời ơi, quay hình mà chú làm như đi xe vậy, chú thật say xe hả? Đúng rồi, nói ba ơi, hồi nãy ba lên căng thẳng, nói ba mình đi quay hình chứ mới mình lên phường mà đăng ký giấy kết hôn cái gì mà lo mà căng thẳng. Anh sợ gì anh? Giờ ba hết áp lực chưa? Sợ ai hết, nhưng mà cũng kiểu như lâu lâu mình lên sóng một lần á, thấy nó cũng ngại. Ngại hả? Thôi giờ ngại gì nó chứ thoải mái đi. Không sao đâu, giờ. Rồi. Dạ. Giờ ta vào cái chưa kể được nữa hả? Sáng là từ đó giờ anh chưa có mắc cúp. Hôm qua là vợ là mẹ vợ anh đó, là đêm là hai vợ chồng là có coi camera là thấy lén là hai chồng lột mụn cho nhau. Là chỉ có lén lột cho ảnh. Ủa, em đặt camera vô phòng ba vợ em luôn đó hả? Dạ, em đặt hết cho anh. Trời ơi, camera là đặt hết, tại giờ dòm ngó con mà. Thì hôm qua là tôi thấy là hai chồng là túm tụm lợi, cái tôi nói, ủa cái gì vậy, cái gì mà túm tụm lợi với nhau vậy? Thì cứ zoom kỹ ra thì thấy là chỉ đang lột mụn cho ảnh, mà lột một miếng thì mụn quá nhiều, cho nên lột mấy miếng ba? Lột hai miếng để da sáng mịn cũng như mắt cúp ăn phấn hơn. Sáng vô mắt cúp sáng hồn em. Chết rồi anh ơi, Lâm ơi, bây giờ mình đánh tông nào đi em? Đánh cái tông nào đây? Thấy thương lắm, hồi hộp lo. Thấy con rể nó lo cho anh dữ gì không anh? Nhưng mà đôi khi thì nó cũng lo, mình cũng sợ. Sợ nhiều khi mình quay được mấy mốt nó mời mình đi nữa. Trời ơi, thôi một lần thôi ba ơi. Thì đi quay cũng bị áp lực cho em, thì đó giờ đi quay em không có áp lực. Mà này nè, sáng bị lo, xong rồi vợ phải bồng con theo dòm ngó, cái ba có bị rung, ba bị áp lực không? Ở nhà là hai cha con không có nói chuyện, không có nói từ lúc 7 năm trời, là bây giờ nói được chắc khoảng 500 từ. Thoải mái đi nào, uống ly nước cái... Vô cái đi anh. Vô chuyện nào. Vô ba. Thoải mái đi. Anh vô. Có bia không? Ba em thích bia. Trời, ba em là gu bia. Gì đó. Không quá đâu anh. Thôi, nhưng mà có cái là uống nước là được rồi. Uống nước đi anh. Chúc sức khỏe thoải mái nha. Dạ. Uống đi người xưa. Em vừa đứng kìa nha. Ủa. Anh nhớ ngày xưa lần đầu tiên gặp Lê Dương Bảo Lâm đó. Dạ. Cách đây mấy năm rồi?
Nếu mà lần đầu tiên gặp Bảo Lâm á, thì cách nay cũng khoảng là 7 năm tới 8 năm. Cái bữa mà lần đầu tiên gặp là Quỳnh dẫn về hay là Lâm tự mò về? Không, lần đầu tiên á là em không biết, nhưng mà nói chung ra là Lâm quen Quỳnh á là một hai ngày sau bắt đầu Quỳnh nó Lâm vô nhà có chơi. Quen mới một hai ngày là Lâm vô nhà đó hả? Đúng rồi. Anh thấy anh đánh giá Lâm là người thế nào? Chưa mới vô lần đầu thì chưa đánh giá được. Tụi chẳng qua là mình dòm ngó thôi. Dòm ngó hả? Nhân trộm hay sao mà dòm ngó? Nhân trộm hay sao mà dòm ngó? Tướng như thế nào thôi, có thật lòng thôi không? Mình cũng chưa đánh giá được anh. Ý là ngoại hình á, ba thấy ngoại hình. Ngoại hình thì đẹp. Đẹp nha, Lộc ơi đẹp. Tánh tình nữa thì mình chưa biết. Rồi chừng nào mới đánh giá được từ tánh tình? Sao này đâu mấy năm á. Mấy năm sao, cưới chưa? Là chưa cưới. Chưa cưới rồi. Hai đứa quen nhau tới 6-7 năm. 6-7 năm luôn. Đúng rồi. Rồi sau 6-7 năm là đánh giá con người Lâm sao? Thì nói chung ra hồi xưa là gia đình có bán nước ở ngoài công viên. Nước mía, à. Dạ, bánh nó nước mía luôn là đi. Lâm ở lâu lâu là thứ bảy chủ nhật là Lâm ở Sài Gòn về. Dạ. Về là về thẳng vô ngay quán luôn là chơi. Chơi mà không có vô nhà. Nó không uống nhưng mà nó mời khách đồ để cho vô quán uống nước mía. Nó có quắt khách anh, có quắt khách anh. Có nghĩa là cái nguyên cái công viên rất là đông. Mấy chục xe nước mía ở đó. Có nghĩa là miệng ai lớn nhất có thể quắt được khách. Miệng ai lớn nhất có thể quắt được khách. Bởi vì cái được cái cáo thui à, dành những cặp tình nhân á. Mà cái quán anh nó tuốt ở dưới cái hẻm đó. Có nghĩa là khách mà chạy từ dưới kia xuống á là bị mấy cái kia nó vớt vô hết trơn rồi. Vớt rồi giờ sao? Thì đó, bây giờ nhà anh làm đâu có lợi đâu em. Mà ở dưới kẹt luôn, hẻm cục nữa anh đâu làm lợi. Mà cái miệng anh quá trời mà. Vừa anh thấy vừa cái đèn vừa xi nhan một cái là anh kêu ui là kéo xuống anh liền. Ui là anh quắt liên tục kìa. Là họ sẽ xuống quán anh liền. Cho nên ba rất là trong những cái cuối tuần là thứ bảy chủ nhật anh sẽ về để mà có thể quắt khách để mà vô quán nước mía. Là mấy sớm nó ghét lắm em, mấy đứa mà bán nước mía trên á, nó làm đâu lại anh đâu. Vậy là ngày nào ba cũng trong thứ bảy chủ nhật để Lê Dư Bảo Lâm về đúng không? Đúng rồi. À lúc đó là tại vì muốn bán nước mía đắt thôi chứ còn để gì lắm đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Con gái nó quen á thì nói chung có tâm sự của mẹ nó nhiều hơn. Mình á, mình người nhìn ông mà cái nào mình không vừa ý mình nói với bà xã nói là con gái kiểu như thằng đó anh không vừa ý Lâm gì, không biết thằng này nó quen con mình thật lòng hay không. Nó là người diễn viên mà con gái mình là con người bán nước mía. Con người bán nước mía chứ luôn. Nhưng mà anh Lâm dạ? Anh có nhớ cái lần đầu tiên gặp ba anh là dịp gì không? Cái ngày mà anh nhớ là khi mà anh vô chơi với Quỳnh xong rồi ảnh đi chiếc quay, mà chiếc quay của anh xấu, mà chiếc quay mà cạo sơn mà sơn xịt lùm lum la, mà đồ nghề đồ bay rồi tùm lum la, với lại cái cây gì, cái cây dài là cái gì ba? Cây thước á, nhìn ảnh như Tôn Ngộ Không vậy đó. Ảnh máng vô cái chiếc quay á, ảnh đèo vô một cái nó dài thòn mà ảnh chút chiếu ảnh chạy thấy thương lắm, quẹo vô cái con chào bác. Cái mặt anh lạnh lùng, bôi lạnh lùng ít nói đó. Cái anh vô nhà luôn là cái ấn tượng vậy thôi đó. Vậy thôi đó hả? Vậy, có nghĩa là hai cha con không có nói chuyện nhiều. Đó giờ cưới Quỳnh chắc khoảng quen 7-8 năm. Nhưng mà hai cha con nói chắc khoảng 600 từ. Thường thường ở nhà nha. Ba, mở cửa cho con. Ba, Quỳnh đâu? Đang tắm hết nước. Ba, mở nước. Ba, con Ngọc hết bệnh chưa? Là những câu như vậy thôi. Chứ không có ngồi tâm sự, không có nói chuyện. Anh ngại gì với con rể của mình mà ít tâm sự? Ngại không phải là mình ngại, nhưng mà cái nghề nó lại khác, cái nghề mình nó lại khác. Vì vô nó ác, nó nói hết rồi. Mà Lâm cũng chẳng có biết được mà hỏi ba ở nhà làm cái gì. Đôi khi Lâm nó đi sớm về khuya, đôi khi có khi một tuần lễ hai cha con không gặp. Anh cảm giác là anh hợp điều gì với Lâm? Thì nói chung rằng Lâm nó là không nhậu nhẹt, không rượu chè. Rồi có điều gì không hợp với Lê Dương Hậu Lâm không? Lâm nó cũng hai bề hầy. Hay quá Lâm. Anh tại vì không có ba em bị cái tính cái OCD là cái gì vậy? Kỹ tính hả? Nó ổng kỹ tính lắm, có nghĩa là trong nhà anh là không có nghe tiếng gì ngoài tiếng hút bụi hết. Có lẽ hút bụi 24/24 luôn. Một ngày ba hút bụi mấy lần ba? Chắc cũng 90 lần. 90 lần. Hay ho lắm. Em biết không? Có nghĩa là anh nhà nó sạch bóng á, anh đi không bao giờ mình thấy một cái bợn nha, cái nồi dẻ lau cái bếp á. Anh thấy nó cũng gọi là nó ngay ngắn, nó bốn góc như cái khăn mù xoa mà ngày xưa cô giáo mà dạy mà đeo ngay đây nè. Cái muỗng múc cơm thì nó cũng phải ngay ngắn chỗ đó. Cái thao giặt đồ, cái rửa chén, nói chung là tất tần tật nó đều ngay ngắn ngăn nắp hết. Mà ở nhà là lúc nào cũng nghe tiếng hút bụi hết, không bao giờ nghe tiếng bà mẹ vợ. Sếp nhân viên là không bao giờ được qua cái nhà của anh hết.
thấy một cái dấu chân lạ thôi. Là có nghĩa là không la không chữ, nhưng cái sắc mặt là thấy cái chân mày nó chiếu lên cái là biết có ai đang vô nhà. Vậy đó hả? Dạ. Trời, con rể nó hiểu ba thôi, vợ quá trời của đất hả? Dạ. Ví dụ như một nhân viên đi chạy vô một cái để lấy cục hàng đi, là anh cầm cái cây hút bụi là anh hút liền. Anh hút liền, anh lao liền, phải làm cho sạch. Có ai mà đụng tới Lê Vũ Lâm là anh xách cái máy hút bụi ra liền đúng không? Hao hao hút bụi, xong rồi giặt đồ nữa em. Giặt đồ có nghĩa là bộ đồ không cần biết ở đâu nha. Anh Hồ Chí Minh em đem về cái bộ đồ anh chuẩn bị chịu live stream. Anh vừa để đó thôi lát mất. Hỏi đâu đi. Nằm trên xào đồ lụm giặt. Thấy đồ dơ là giặt, thấy đồ dơ là giặt. Mấy cái đồ nhiều khi mình còn gấp quá mà đang phơi rồi sao anh? Thì đó anh cứ nói quỳnh hoài. Ví dụ anh giặt mà đồ diễn của anh á với cái áo này nè. Cái anh bỏ vô cái máy giặt á, xong cái nó bị dính màu. Xong anh bỏ. Và đó giờ quỳnh nó nói ba cái vấn đề đó. Có, nó có giận mấy lần. Mấy lần hả? Dặn ba làm sao? Nó dặn bây giờ đồ gì có anh Lâm á thì để cho anh Lâm tự tính chứ bà đừng có giặt. Mà ba vẫn giặt. Đôi khi mình không biết mình cũng phải lấy giặt, tự nó dơ mà. Em thấy mấy bộ đồ ca sĩ, bộ đồ đỏ đỏ của anh mới đây không? Dạ dạ dạ. Anh giặt cái ra màu hồng luôn. Thấy thương lắm, có nghĩa là thấy là giặt, nói chung là kỹ. Từ cái cầu thang, từ cái hộp bụi là không có luôn. Anh nói là ba, bây giờ con sẽ muốn cho ba hai bà vú. Một bà hả sẽ giữ em, một bà sẽ ngồi lao cho ba hết. Nói hoài, không chịu là không chịu. Nó là em không hợp với ba vợ đúng không? Không phải em không hợp, nhưng mà em... tại vì em đi làm về 11 giờ đêm, 12 đêm, dù nhiều khi em bớt tô cơm ra. Quỳnh nó đâu có lo cho em đâu, giờ lo một bầy con ngồi bớt cơm ăn. Vừa bớt cơm ăn thì em sẽ để đó. Vợ em mới nói là để nó rửa. Nhưng mà ba thì ông nhanh lắm, ông thấy cái chén là ông tiêu diệt liền. Cho nên ông lại ông rửa trước. Ông rửa trước cho ông cằn nhằn. Mà từ đó giờ chưa thấy cằn nhằn anh nha. Mà ba có cằn nhằn vợ con không? Không, ba không có cằn nhằn, nhưng mà kiểu như mình thấy nó không được kỹ đó, mình tự động mình làm thôi. Lâm ơi, Lâm của ngày xưa đó, khác Lâm bây giờ thế nào? Cái ấn tượng Lâm cái hồi xưa thì nãy đã nói rồi, bây giờ cái ấn tượng là một cái điều này, em thấy nó là trong người diễn hài. Sau này nó lên cái được cái bản San Hara vẽ. Nhưng mà nói chung ra gia đình không biết. Tới chừng bắt đầu mới nổi, nó nổi trên mạng á, rồi bắt đầu bé nhà nó là ba ơi anh Lâm ca có bản nhạc này nổi lắm. Mới mở biết mở ra coi chúng đâu có biết. Là ấn tượng cái điều đó thôi. Ấn tượng cái ra vẽ đó hả? Ủa đúng rồi. Bao nhiêu năm làm diễn viên là không ấn tượng nha. Thì nói chung ra mình coi thì mình cũng vẫn coi, nhưng mình cũng đâu có dám nói cái gì. Thà là để người ngoài ta đánh giá hay hay là dở thôi, chứ mình đâu dám nói gì đâu. Ba thấy có gì mắc cười không? À, nhiều cái thì cũng cười mà nhiều cái cũng cười là có cái nào vô duyên không? Thì cũng có vô duyên. Cái gì? cứu tôi. Quá trời. Nhưng mà anh Lâm, thí dụ mà hai cha con mình có những cái mà gọi là khắc với nhau á. Khắc khẩu hả? Dạ, có những điều mà không hợp nhau đó thì hai cha con mình chắc cũng không nói thẳng với nhau đâu hết. Chưa bao giờ có cảm giác đó. Nhưng mà ba thì ba hút thuốc hơi nhiều thôi. Mỗi lần anh hút thuốc xong anh thèm cháo, cái anh là anh hung. Nhớ không? Nhiều khi sợ ảnh hưởng thôi. Có bao giờ anh buồn làm anh góp ý thẳng với Lâm không? Thì nói chung ra thì Lâm không có làm gì cho buồn. Để sao nói thẳng với nó luôn? Thì nói thẳng hay sợ mất công, nó có kêu ông già vợ khó tính. Mà nói gì khó chịu không? Đôi khi mình áp lực công việc mà về á, mình lại thấy sự khó chịu nữa, mình có... Không, ba em là khó chịu quanh năm á, thì cái mặt của ảnh là lúc nào cũng nhăn, cũng quạo gì hết á. Có nghĩa là chưa thấy giờ thấy cái nụ cười của ba luôn á. Vậy hả? Chưa cười nè. Đó, giờ mới cười nè, cười mỉm mỉm nè. Như vậy thì em á, có khi nào em bị buồn với ba vì bởi vì em áp lực ngoài công việc, ngoài xã hội nè. Áp lực về nhà, cơm áo gạo tiền nè. Về mà mình hơi bày hài chút lại bị ba cằn nhằn hoặc ba buồn. Mình bị stress vì điều đó. Em mới biết là ba buồn ở đây thôi. Vui ba cũng vậy mà buồn ba cũng vậy. Em chưa bao giờ biết cái thái độ của ba. Nhưng mà sao anh không gợi, anh hỏi? Hỏi. Em nói như ngoài em, ai em cũng hỏi được mà sao em hỏi ba vợ em. Hỏi là ba ơi ba... Con có làm điều gì vậy? Gì đó. Em không có quan tâm đến ba vợ. Thật ra là em nói... Thôi anh Linh đừng có ngày em quan tâm, em thương ba em. Thương sao mà ba buồn biết, em không biết. Biết là thương mà thương. Ít thể hiện chứ thương chứ. Thương gì. 6-7 năm mà nói chưa tới 600 từ. Không biết nói cái gì. Có khi nào mà mời ba đi ăn hay là tặng quà cho ba gì không? Đó, có tặng chứ, tặng để ảnh đau lưng đồ này nọ. Thì hả, cũng tặng ghế massage được cho ảnh đồ. Cái gì lâu lâu phải không, hỏi thăm ba vậy đó. Đầu tiên là sau câu chuyện này á, dạ. Là em về nhà phải quan tâm đến ba vợ nhiều hơn. Tâm sự với ba nhiều hơn. Đôi khi mình hỏi một vài ý kiến ba coi. Bữa ăn mình ăn chung không? Chưa có một mâm cơm gia đình nào luôn. Trời ơi, thiệt không anh? Chưa ăn cơm phải không ba? Đúng rồi. Chưa có một mâm cơm gia đình nào luôn. Ô là trời. Vậy là mạnh ba ăn riêng, mạnh con ăn riêng. Dạ, mạnh ai nấy bới đó. Ăn không được.
Ba nấu đồ ăn thì nó cũng không có hợp lắm. Ba nấu không, em ăn không hợp. Em ăn không hợp, em ăn không được. Còn em nấu, ba ăn hợp không? Em không có nấu. Ba nấu là ba, em là em, ba kể đi ba. Nói chung ra thì... Ba cứ nói chung hoài giờ, ba cứ nói riêng đi ba. Chứ ba nói chung hoài. Thì bây giờ thằng Lâm nó thủ vị của nó là hảo đường. Nhưng mà bên gia đình bên vợ là không ăn đường. Thằng Lâm thì phải mỗi lần ăn là bà già ruột phải đem đồ ăn lên cho nó ăn. Có ăn vậy đó hả? Đúng rồi. Hôm nay có ăn bên đây không có niêm đường luôn đồ ăn, anh có nhà có niêm đường không? Có. Đúng rồi, cái này là ba em không niêm luôn mà, không niêm luôn không ba? Thì mình niêm bột ngọt thôi. Không niêm đường, nghĩa là không niêm đường. Ghét đường, có nghĩa là ngày xưa là có bà nào tên đường giật nợ hay sao là không trả hay sao đó, là hận luôn tới giờ đó. Là không niêm đường, là em ăn không có được anh, cho nên em không có ăn. Ngày xưa là anh với Quỳnh cãi lộn hoài, ăn quá mặn đồ, ăn quá mặn đi. Anh cứ nói là thịt kho chạy thận nó là biết rồi đó. Có nghĩa là cái vị mặn nó quá là nhiều đi. Mỗi khi mà dù nhiều khi mẹ anh ở dưới nhà mà kho là không kịp hay gì đó, thì anh sẽ tách một miếng đồ ăn ra, xong rồi anh sẽ niêm đường vô, bắt đầu anh niêm tới niêm lui, xong rồi cái anh bỏ luôn, xong rồi cái anh bỏ luôn. Có nghĩa là cái vị nó không có dung hòa được á. Mà 7 năm qua thì cũng không dung hòa được cái ẩm thực trong gia đình luôn. Dạ đúng rồi, em không ăn đồ được. Còn lúc cưới rồi sao? Cái bữa đám cưới con không ăn chung luôn. Đám cưới? Ý, đám cưới là đang nửa chừng, đang tổ chức, thường anh đi diễn, anh diễn đi đi cáp, đang làm lễ vừa lại xong đó thì lại ra, xong rồi đó là khách mà vô bắt đầu lấy phong bì này nọ đó, và MC kia bây giờ tân nương và tân nhân nhân hãy cùng tay trong tay từ cổng bước lên sân khấu để chào quan viên hai họ, lúc đó một mình Quỳnh lên đó là đi diễn. Trời ơi, đúng hả? Ơi, sao vậy Lâm, sao tới mức mà không bỏ được cái buổi diễn đó? Cũng khó, cái thật sự bây giờ em nhìn lại thì thật sự em rất là hối hận về cái bữa đó. Em diễn đi đi cáp là lịch đã có trước một tháng rồi. Mà lúc đó em diễn là toàn là cô chú lớn không, cho nên em không có dám ao được. Quỳnh là Quỳnh có em bé trước, cho nên khi mà coi thầy chỉ có đúng cái ngày đó thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà mình nhìn lại á, mình cảm thấy mình thương vợ mình, tại vì mình chưa có cho vợ mình một cái đám cưới trọn vẹn á. Với tư cách là một người ba thì bữa đó anh buồn không anh? Thì nói chung buồn, nhưng mà công việc làm của nó mình phải chịu thôi. Em biết rồi. Sao em? Nhiều khi từ cái bữa đó đó ba đám giận. Cưới mà còn bỏ đi vậy ba, không có lòng tin. Bà tự kỷ từ bữa đó luôn tới nay. Trời ơi, tự kỷ. Anh ơi, nãy giờ em thấy là anh gieo, em thấy vậy là không được. Hạnh phúc anh nè, nè, cha con em vui vẻ lắm. Nè, nè, vui vẻ quá trời. Không có vui đâu. Thấy không? Thầy không vui. Đâu, thấy chỗ không vui chỗ nào đó nè. Không vui xíu nào chứ. 6-7 năm nay, nó về làm rể gia đình mình. Chưa bao giờ có bữa cơm gia đình với mình. Em hối hận là đúng đó. Và anh nghĩ rằng một lúc nào đó đó, em nên có một ngày kỷ niệm ngày cưới đó, hấp hôn đó. Yeah. Em cùng Quỳnh nắm tay đi. Và ngày nào đó, anh nghĩ rằng em phải có một bữa cơm gia đình để mời ba ngồi ăn với em. Yeah. Một bữa cơm gia đình nó không cần phải sang trọng lắm, không cần phải order ở đâu về hết, mà chính tay em nấu. Đó là cái tình cảm của các thành viên gia đình kết nối với nhau. Yeah. Điều này nó quan trọng lắm em. Yeah. Có thể chúng ta kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà chưa chắc chúng ta có những tình cảm như thế. Anh không phải là chia rẽ gia đình anh đâu. Không, em cũng hiểu anh. Ví dụ anh bây giờ khi mà anh đặt trường hợp là ba em á, thì anh suy nghĩ vậy là đúng. Và nếu mà em đặt trường hợp ba em thì em cũng nghĩ là cũng rất là buồn, bởi vì con gái mình chỉ có một ngày thôi. Còn đối với cái trường hợp của em á, thì em cũng đã chia sẻ rồi. Mà em nghĩ với cái thái độ làm việc của em lúc đó, nó gây dựng từ từ mới một Lê Dương Vũ Lâm như bây giờ. Nếu mà bữa đó em bỏ, em không diễn nữa, sân khấu không biết làm sao luôn. Nhiều cái khác về cái nghề của thật em. Thật ra thì anh đồng nghiệp sẽ hiểu thôi. Cái ngày đó ngày thì anh làm mới, anh không dám mới xin, không một, dám xin một bạn nhỏ. Ba em ít có nói, chứ nếu gặp một người ba vợ khác đó thì họ sẽ nói luôn. Dạ. Thật ra điều này thiếu sót lắm á Lâm. Dạ. Thôi cái này mình sẽ có rút một cái kinh nghiệm để vui nhà vui cửa, xin một bữa cơm. Thôi giờ vậy đi. Dạ. Em sẽ vào bếp bữa hôm nay đi. Dạ. Để có thể cha con ngồi ăn với nhau. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý chứ anh. Dạ lâu lắm rồi đâu có bữa cơm với cha đâu. Ý, ba nấu rồi con nấu. Ba nấu rồi con nấu. Con nấu. Anh muốn em nấu chứ ba em nấu bình thường rồi. Dạ vậy bây giờ là nấu, nhưng mà ba chỉ con nha. Ở nhà là bây giờ cái menu của ba là ba có những món nào? Thôi bây giờ mình trước mình nấu nuôi đi. Nấu nuôi rồi. Dạ nuôi, tại sao ba lại nấu nuôi? Tự thường thường ở nhà cũng bị hay nấu nuôi. À, chú hay nấu nuôi hả chú hả? À. Để coi này nó nấu đúng khẩu vị mình không nha. Rồi nương cho ba chút đi em. Yeah. Nương khẩu vị cho ba đó chứ phải nương nấu. Tức là ba ăn sao mình nương chút xíu với ba đi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nấu đi ha. Vô thôi. Mời lên giường Bảo Lâm. Dạ. Mời ăn qua đây.
Đây. Anh ngồi đây đi. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Dạ, bây giờ sẽ là nuôi ha. Dạ. Ba chỉ đi ba, đầu tiên sẽ là gì ba? Dạ, ông ba cũng biết sao. Nước em đem làm cho ba la, đi ba la. Đây là lần mà 7 năm trong đời mà ba được ngồi mà ba gọi là chỉ tay năm ngón đúng không ba? Ờ, bắt đầu lấy giá quậy nuôi lên. Để nước sôi mình bỏ miếng dầu ăn đi, bỏ miếng dầu với miếng muối nuôi đi. Dầu ăn chi ba? Cho nó mềm nuôi á. Lấy giá quậy nồi nuôi lên. Lấy giá quậy nồi nuôi lên. Cái giá đây cái. Mà đến bây giờ dù ba gả con cho gái của ba cho con rồi bây giờ ba có hối hận không ba? Dạ hối hận cũng muộn rồi, hối hận cũng muộn. Chó rồi. Cứu tôi, cứu tôi. Quá trời. Chứ ba thấy cái vàng mà bầu trước của Quỳnh á, ba phải so sánh. Bây giờ hả, ai mà bằng con. Cho nên dù nhiều khi mà ba thấy con bày hề vậy thôi, nhưng mà con thương gái ba. Chứ mấy bạn trước rồi nhiều khi về đồ này nọ ấy lắm. Chẳng phải sao vậy nè, em không có tạo niềm vui cho ba em vậy lắm. Trời ơi, em là từ ba không nói. Niềm vui của ba là gì ba? Ba nói đi, con sẽ tạo niềm vui cho ba. Ê, con nói giùm cho, niềm vui của chú là được nói chuyện với anh Lâm đúng không chú? Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Không hỏi. Chiều về con nói đúng một tiếng đồng hồ nha. Ba nghĩ con livestream, con live là 3 tiếng con không mệt nha. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Không, nhưng mà ví dụ nhiều khi á, những cái hành động nhỏ nhặt của ba tự nhiên làm em xúc động lắm. Ví dụ những đồ diễn, ví dụ như những cái đồ lót đi. Ba giặt giùm anh luôn á. Nhiều khi anh cảm thấy những cái điều nhỏ nhặt đó, anh cảm thấy anh rất là xúc động luôn. Tại vì khi mà mình về làm rể á, mà mẹ vợ thương, rồi ba vợ cũng lo luôn, mà vợ hiền luôn. Đó, nói chung á, ai nói ở rể là khó khăn, ai nói ở rể là cực khổ. Nhưng mà đối với em ở rể á, em cảm giác em hạnh phúc lắm bởi vì có những người xung quanh em. Ba em đã làm em những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy thì em đã làm được gì cho ba vợ? Em thương Quỳnh, lo cho Quỳnh cuộc sống tốt nhất. Và hiện tại tất cả mọi thứ ba vợ, mẹ vợ là anh lo hết. Anh nói là hả, cần cái gì là con có thể không có nói, nhưng mà em nói vợ em. Ví dụ như đi Tết là nhiều khi anh không có thời gian sắp xếp để đi, nhưng mà anh cũng nói với mẹ là với ba là chở gia đình đi. Thấy thương lắm. Bà mẹ anh á, nhà bà cứ lụm ba cái đồ ve chai nhà anh bán xốp á, nhiều khi có mấy cái giấy này nọ đó. Cái bà gom, xong bà gom năm cái bà mua chiếc lắc, em thấy đau lòng không? Tặng anh hả? Không có, bà mua bà tự đeo thôi. Cái nói Quỳnh ơi, trời ơi, em thích thì em cứ mua cho mẹ đi, sao mà để mẹ gom đồ ve chai mà để mẹ dành dụm mua chiếc lắc. Mà lắc không phải lắc đặt nữa mà lắc bọng á em. Cái lắc mà nó rất là bự nhưng mà trong nó bọng. Nhưng mà sao anh biết vậy, mẹ khoe không? Mẹ khoe mà khoe đứt ruột không em? Hả? Vậy thì bữa nay mua chiếc lắc đặt đi tặng cho mẹ. Mua cái gì tặng cho ba đi. Mua gì tặng cho ba? Không, em thấy là hồi sáng này đeo hai chiếc nhẫn sáng hồn, một cái đồng hồ không biết ở đâu mà ra. Bình thường thì anh không có đeo em. Tự nhiên sáng đeo hai chiếc nhẫn sáng hồn. Đây nè. Anh nói ba ơi, đây ba đây nè. Đúng. Trời ơi. Nói ba, ba đeo chi mà hai chiếc dữ vậy ba? Cái ba mới tháo ra một chiếc ba giấu. Quá trời. Cái này phải con rể tặng không là tự mình dành dụm mua? Này là con ruột. Con ruột nó tặng. Con ruột tặng. Là mà phải con rể phải dễ chịu, con ruột mới tặng được. Đúng không em? Chứ con rể mà khó khăn nó trời ơi, vợ chồng tiền bạc mà sắm riêng cho ba rồi là nó đấy là người ta như vậy thôi. Còn đối với em là em mở đường như Quỳnh, nói là ba cần cái gì thì em cứ thoải mái. Đó là con gái rồi, hôm nào đó mình không cần phải chiếc nhẫn to hay không còn cái đồng hồ mắc tiền đâu. Dạ. Hôm nào riêng Lâm á, Lâm tặng cái gì đó nhỏ nhỏ thôi. Em có mua 30 thùng bia tại nhà ba. Ba nói giùm con một tiếng đi ba. Anh uống bệnh á, uống vui vẻ. Tại vì ba thích em cái sợ 30 chai nước mắm rồi còn ăn uống với gia đình chứ. Được không anh, cái đó là mẹ muốn phải mời mẹ vô. Em có chở 30 thùng bia về cho ba em thích. Sao nãy giờ anh cứ đưa em vô con đường bất hiếu hoài vậy anh lên. Ba uống cho bệnh luôn hay sao mà 30 thùng bia dữ lắm. Theo anh đó là em phải tạo niềm vui cho ba chút xíu. Dạ. Bởi vì em là người dư sức làm điều đó. Anh tư vấn cho em mình Linh. Lâu lâu em vào bếp nấu cho ăn cho gia đình một bữa. Dạ. Lâu lâu em có thể ăn đồ ăn của ba một bữa. Dạ. Có thể nó không ngon. Dạ. Nhưng ta đồng cảm với nhau. Lâu lâu em có thể chở ba đi chơi đâu đó một bữa.
hay là em vừa nấu ăn vừa hát bài ra dễ cho ba xem? Dạ, nếu ba yêu cầu em có thể làm được chuyện đó chứ. Có không anh? Nếu mà nó khỏe thì nó hát. Đó, khỏe nó hát. Ba có nghe con hát sống lần nào chưa? Chưa. Ba... chưa. Dạ. Ba vỗ tay cho con đi. Em làm MC giùm anh đi. Dạ. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức một giọng ca long trời lỡ đất. Quỷ hay gì hát gì long trời lỡ đất vậy? Ca sĩ Lê Dương Bảo Lâm Xê. Với ca khúc Sao hay ra dẻ. Hả? Sao hay ra dẻ. Sao hay ra dẻ quá. Ra dẻ tặc tặc tặc. Ra dẻ tặc tặc tặc. Này nhạc á, ba tưởng tượng nhạc giùm con nha. Ra dẻ đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ, đi chơi mà cứ hay xài tiệt chiêu giọng mẹ. Sao hay ra dẻ, đi đâu là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe, chứ đừng ghét gô rồi đi cái mặt thì như cái xô. Hey, anh như Lâm Đồng này con nhà ấy mà sao đẹp trai, đi tới đâu là bao người mê, cặp môi dễ thương thế xê. Anh cũng có cơ bắp khiến hàng trăm cô bị đánh cắp trái tim, bởi vì mê, bởi vì anh duyên ghê. Sao hay ra dẻ quá. Hey. Sao hay ra dẻ quá. Sao hay ra dẻ quá. Ê, tự nhiên đang đứng đây mà cứ sao hay ra dẻ mà cứ chỉ ba nó bị kỳ. Hổn đúng không em? Sao em gài anh vậy em? Anh Linh, sao anh gài em vậy anh Linh? Vui thôi mà bây giờ anh thấy được. Bây giờ được không anh? Vấn đề là ba nè, cảm xúc sao khi lần đầu tiên ba chứng kiến con rể mình nó hát? Thì nói chung ra thì bây giờ nó đã ăn năn hối cải rồi. Hối cải ơi. Ăn năn hối cải em ơi. Chương trình cũng khóa tu mùa hè quá vậy. Không, cái này là Lâm. Dạ. Lâm không có gài nữa mà anh muốn ta con ở nhà như vậy đó. Ờ vậy hả anh? Đúng rồi. Về nhà lâu lâu em ra dẻ vậy chút đi. Giỡn giỡn với ba vậy đi. Em mà ra dẻ là vợ em sụ liền. Là nhà rảnh quá là hai vợ chồng đối luôn đó. Không, lâu lâu lần thôi chơi với cha. Dạ, về Tết thì con ra dẻ với ba, gọi là ba mùng nha ba. Để tạo tiếng cười cho ba, tạo sự kết nối giữa con rể với cha vợ thôi. Thì thương lắm con của anh á, anh về á, cái anh ẩm mới lên phòng. Dạ. anh hung xíu, con ngủ với ba nha, ba thương quá, thương gái ba quá, anh bị ghiền con mà. Dạ. anh hung mà cho nó khóc xong rồi cái anh phải dỗ nó, có nghĩa là anh thích cái cảm giác nó khóc á, cái anh ôm vô lòng anh dỗ nín đi con, cái cảm giác mà muốn nhai đầu á, trời đất ơi, cứ như là sướng á. Anh ôm nó cái nó buông ra ông đòi xuống ông ngoại em, chạy là ôm vô lòng ông ngoại. Mà anh rất là bất ngờ luôn á, một người đàn ông mà khô khan, nhiều khi mà ba làm nguyên một ngày cái mồ hôi ba ra tùm lum tùm la, mà một đứa con nít á nó chạy lại nó ôm. Còn anh á tắm rửa sạch sẽ thơm tho mà con anh không chịu. Đúng, khuya cũng vậy luôn, cứ ông xuống là ôm ông, là hai ông cháu ngồi ôm nhau. Nhiều khi nói, ủa những cái tình cảm gì mà nó đơn giản quá, nó lạ quá. Mình là ba của nó, mà mình cưng nó, mình yêu thương nó, mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho mà chạy lên mình ôm nó. Nó lại không chịu, mà lại chịu một người ông gọi là phong trần, một người ông ốm, dại nắng dầm xương mà mồ hôi mồ kê không. Tự nhiên cảm thấy bị xúc động á. Rồi bây giờ sao hỏi ba? Dạ ba ốp, sao ba giờ nói mà ta nó sôi quá mà chưa ốp luôn. Muối không ba? Không, bỏ ít thôi. Ít thôi nha, có nước mắm nè, mình dặm lại cho nó đậm đà. Bỏ mấy bột niêm vô. Bột niêm. Dạ rồi. Chế một muỗng nước mắm. Một muỗng nước mắm. Quậy cho đều lên. Quậy cho đều. Ừ, để ba ướp xong đi em trình bày cái câu chuyện của em nha. Để thịt cho nó chín đi xong rồi bỏ củ cải, củ cà rốt vô. Bỏ củ cải vô, ok ba. Dạ con biết rồi. Để nắm lại chút xíu mình bỏ sao. Để nắm lại. Bỏ củ cải thôi. Bỏ củ cải. Củ cải cà rốt vô. Em mở nắp giùm anh. Mấy muốn mình thế này để Quỳnh được không? Con thấy Quỳnh vô là nó sẽ ok với cái khung cảnh này hơn đó. Quỳnh lại nhà ăn rồi. Vậy đó hả? Dạ, đó. Thật ra là có những điều tiền không mua được đâu. Dạ. Em có thể làm rất nhiều tiền, nhưng có lẽ em không dành nhiều thời gian cho con của mình. Dạ. Nên cái sự kết nối tình cha con nó không có. Còn ba em có thể làm không nhiều tiền bằng em, nhưng ba em rằng dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh cháu. Nói gì nói cũng nên dành thời gian nhiều chút xíu cho con của mình.
Yeah. Em biết chứ anh, tại vì em thấy nhiều khi mà ba bị cái tính bị nóng á, ba ít nói, đúng một người đàn ông gọi là trầm tính ít nói luôn á. Quỳnh nói là cái thời trẻ ba cũng ngang dọc lắm, ba cũng này nọ lắm, nhưng mà nhiều khi cứ chiều về á, thấy tự nhiên cái ba đút cơm những con của mình á, thấy thương lắm, ngồi nó ngồi sắp lớp ở cái đó đó. Xong rồi ông mua cho từng cái ghế, xong rồi ông ra ông xào cái hột gà, xong rồi ông vô ông đút từng muỗng, từng đứa, cái tự nhiên bị chạnh lòng á. Anh nói một người đàn ông mà gọi là sóng gió bên ngoài, một người đàn ông mà có thể bất chấp mọi thứ, mà tự giờ những công việc nhỏ nhặt á, anh nói trời sao mình không làm được cái vấn đề đó. Em đâu làm được đâu. Em không làm được cái đó. Thật ra là Lê Du Mẫu Lâm anh đánh giá là một người rất là giỏi về làm ăn, giỏi về giao tiếp, giỏi về cách để làm cho người khác cười, người khác hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ qua cái câu chuyện từ nãy giờ anh thấy em thiếu sự gắn kết đó ở chính trong gia đình của mình. Dạ đúng rồi. Thì ba thấy con thiếu cái đó đúng không ba? Dạ thiếu về cái tình cái gì cảm. Cũng có hết nhưng mà thật còn thiếu cái đó. Đó. Dạ thiếu về tình cảm. Quá trời ba. Đỡ nắm vô, bỏ nắm vô. Nhưng mà anh nói này giờ đúng không? Đúng, anh nói đúng. Tự nhiên em bị quảng hồn á anh. Nhiều khi anh nói cái đơn giản đó nhưng mà nó chạm vào những cái mà mình đã thiếu sót ở một cái nơi mà gần gũi nhất của mình. Không, thật ra bởi vì anh cũng là người đàn ông của gia đình, anh cũng là người ba của cô con gái, anh hiểu được tâm lý của ba và em. Yeah. Anh hiểu được tâm lý người đàn ông của em, anh hiểu được những gì người ta làm cho gia đình vui. Không chỉ có những tiếng cười đâu mà có đôi khi là những cái sự chia sẻ. Nhờ chương trình mà có một cái demo về bữa cơm gia đình, cái demo này ổn, cái là ngày nào mình cũng có bữa cơm gia đình ha ba. Rồi bây giờ ta nêm nếm đi. Dạ nêm nếm ba, bây giờ nêm sao đi ba, con thấy là nó nêm được rồi, bây giờ sắc hành với ngò bỏ vô đi được không? Đúng rồi đó. Nó thiếu hết. Cái mặt anh lạnh lùng, môi lạnh lùng ít nói đó, nó lạc nếp. Lạc quá, mình thêm vô miếng nữa. Miếng gì ba? Miếng muối với miếng nước mắm đi. Đúng không? Ít thôi. Muốn cà phê được rồi. Nhiều ít tùy thuộc vào cái nồi đó. Biết sao, cái này nó công thức hiện đại hơn. Nước mắm nam ngư cá cơm tươi mình biết rồi đúng không? Nhưng mà nó cái nữa là ủ chịu. Ủa chịp có nghĩa là sao? Là đè vừa mới bắt cá dưới biển lên á, là con cá nó còn dãy đành đạch nhá, là nó còn tươi vậy. Chứ đó. Như anh ngư dân bắt về. Bắt lên thuyền một cái là ướp nó liền. Ướp nó liền. Là còn tươi á. Dữ vậy. Người ta gọi là ủ chịp. Ủ chịp. Ủ chịp. Đó, nó là cái công thức mới này là khi mà anh nấu đồ ăn đồ là anh thấy đậm đà lắm. Hay quá mà mùi thơm quá em. Thơm đúng không? Cái mùi nó gọi là mùi nước mắm quê nhà đó. Đặc biệt đó là ủ ở trên thuyền nhưng mà được đóng chai tại Phú Quốc nha. Ủa sao không đóng chai trên thuyền luôn? Trên thuyền không có chai, phải tới Phú Quốc mới có chai. À vậy hả? Rồi nêm coi dừa chưa nè. Dạ xong rồi. Qua đây, qua đây. Dạ con mời ba. Đây tô này là hả đặc biệt dành cho ba nha ba. Cảm ơn. Đó. Bây giờ có thể em muốn nêm thêm gì đó, em nêm vào chén của em. Dạ không, em muốn ăn khẩu vị của ba em. Em thấy nó vừa ăn lắm rồi. Để xem nào. Dạ con mời cả nhà. Cuối cùng thì nó cũng ổn. Dạ. Ngon anh ạ. À? Cũng được ha. Dạ. Anh phải thêm muối nước mắm vô. Dạ, nữa. Dạ. Hôm nay anh ăn với con rể của anh. Sau 7 năm gắn bó. Buổi đầu tiên ăn với nhau thì anh cảm nghĩ thế nào? Cảm nhận thì thấy hạnh phúc. Hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm em ăn cơm chung với cha vợ của em. Dạ. Đúng rồi. Anh thấy thế nào? Ở nhà em có cái bàn ăn mà lâu quá không có xài tới nó. Cho nên bây giờ hiện tại nó đang để sữa. Sao? Rồi nó để bánh trái của mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Cho nên bây giờ con nghĩ là về mình nên dẹp những cái thứ đó qua một bên. Để mà mình kéo nó ra. Để làm đúng cái nhiệm vụ của nó là sẽ có một cái bàn ăn. Ví dụ bây giờ công việc đó, thật sự con cũng quá là bận để mà có thể lo vun vén cho cái hạnh phúc gia đình cũng như là cho tất cả mọi người cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà con nghĩ thì cuối tuần hoặc là cuối tháng sẽ có một cái bữa ăn gia đình, sẽ có đầy đủ tất cả các thành viên
Tại vì nhiều khi mà ngày xưa con mới vô nghề đó, cho nên con sợ lắm. Sợ người ta không có kêu xô, rồi sợ phật lòng người này, sợ phật lòng người kia, cho nên lúc nào mình cũng cố gắng. Nhưng bây giờ con đã có công ăn việc làm ổn định rồi. Con sợ rồi đúng không? Không, con không phải, vẫn còn sợ. Nhưng mà mình được quyền lựa chọn, cho nên sẽ bớt đi những công việc để mà có những cái nhỏ nhặt hơn. Ví dụ như anh Linh nãy nói á, hồi nãy có những cái mà con ruột, đúng rồi, con của mình là cha, nhưng mà mình không có gần gũi bé nhiều, cho nên nhiều khi á, nó cần những cái thân thuộc hơn, cần những cái mà hàng ngày, những giây phút nó gặp gỡ hơn. Cái cảm xúc ngày hôm nay á, nó bị bất ngờ á. Anh cứ tưởng ngày thường thường anh quay game á, là vô rồi vui vẻ chơi game, chạy rồi lấy nguyên liệu rồi như anh em đã quay, cái không khí rất là nhộn nhịp, rất là vui. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây tự nhiên bị chậm một nhịp, cuộc sống nó quá xô bồ, nó quá là nhiều thứ, cho nên nhiều khi mình không có chậm lại. Ngày hôm nay cảm ơn anh Linh, cảm ơn Lộc, cũng như cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Lâm đến đây để mà có thể sống chậm hơn, cũng như có thể nói chuyện với người cha vợ của Lâm. Đó giờ đây là cái lần đầu tiên mà hai cha con nói chuyện nhiều nhất và nói chuyện dài nhất. Và đó là câu chuyện mà mình nghĩ rằng là chúng ta cần bổ sung vào từng gia đình chúng ta, đừng để thời gian nó chiếm của mình hết đi mà không còn thời gian dành cho con nữa. Thật sự hôm nay á, em cũng là người bất ngờ về anh Lâm rất là nhiều. Bởi vì làm việc với anh Lâm nhiều, tiếp xúc với anh Lâm nhiều, thì em chỉ thấy được cái bề nổi của anh thôi, là anh lúc nào cũng hoạt bát, vui tươi, mang đến nụ cười cho mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên anh nói và em cũng nhận ra được rằng anh có cái khoảng trầm lại. Anh chậm, anh lắng xuống hơn và em thấy anh sâu sắc hơn. Và những cái điều anh nói về ba, vợ, về con của anh, tự nhiên anh thấy xúc động. Từ ban đầu vô mọi người thấy cái nhịp của Lâm nó rất là nhanh. Và Lâm luôn tìm kiếm những cái vui, những cái phấn khởi đi cho gửi đến cho quý vị khán giả. Bởi vì họ cần mình để mình giải trí, đúng. Nhưng mà đến khoảng cái nhịp giữa đó, khi mà anh Linh á, tự nhiên cảm thấy mình không có thích hợp với những cái đó nữa trong cái không khí như thế này. Cho nên tự nhiên cái mình xả những cái bộn bề, xả cái công việc của mình ra. Mình sống đúng với mình, sống đúng với một người con mà hàng ngày gặp gỡ ba. Nhưng mà đôi khi á, nó có cái khoảng cách đó. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây có một cái sợi dây vô hình gì đó mà anh Linh cũng như là Lộc đã tạo nên và gắn cái sợi dây đó cho em và ba em có dịp mở lòng hơn, có dịp trải lòng hơn đối với một người ba vợ của mình gặp hàng ngày nhưng mà không có nói chuyện. Mà cái điều đặc biệt đó là lần đầu tiên em thấy anh Lâm đứng nấu ăn mà nấu ăn cho ba vợ của mình. Tự nhiên anh lại cũng rất là xúc động với cái hình ảnh của anh. Và đây cũng là cái thông điệp vị ngon gắn kết gia đình mà nước mắm Nam Cương mang đến cho chương trình. Anh nghĩ rằng Lâm đừng có ngại là Lâm không biết nấu ăn, hay là nấu ăn không ngon. Có thể Lâm nấu không ngon lắm nhưng mà chúng ta chỉ cần nêm một chút yêu thương vào đó, một chút cảm tình vào đó, một chút nỗ lực vào đó, thì anh nghĩ rằng món ăn nó sẽ hoàn hảo trong mỗi gia đình của chúng ta. Lâm vẫn cứ làm việc của mình, đem niềm vui cho mọi người, điều đó rất là tốt. Yeah. Nhưng đôi khi chúng ta cần phải đem niềm vui cho cả gia đình của mình nữa. Em cũng hay bị đó anh. Có nghĩa là hàng ngày là đem niềm vui đến cho mọi người, đến khi mà cuối ngày á, nó còn là cái sự mệt mỏi và cái sự cọc của mình. Bây giờ anh mới nói cái đó, em mới nghiệm ra đó. Có nghĩa là nguyên một ngày dùng hết cái năng lượng của mình để tạo niềm vui. Bắt đầu từ cái khúc mà trên phim trường, từ cái xe đi về đó, bắt đầu cái năng lượng mệt mỏi, cái năng lượng cọc, quạo, lúc nào nó cũng nuôi trong con người anh hết trơn á. Ngay cái về nhà cũng vậy, cái biểu cảm của mình á, nó gửi đến cho những người thân yêu của mình. Công việc là công việc, gia đình là gia đình, chúng ta phải cân bằng điều đó. Không chỉ đem niềm vui cho khán giả mà chúng ta cần đem niềm vui cho gia đình. Yeah. Không chỉ chúng ta đem những năng lượng tích cực cho cuộc sống này mà chúng ta đem năng lượng tích cực cho cả gia đình chúng ta nữa. Yeah. Có như thế nó mới hoàn thiện hơn trong cuộc sống của mỗi con người. Ha. Yeah. Rồi, cảm ơn Lâm điều đó và một món quà tặng cho Lê Dương Bảo Lâm cùng với gia đình cái đó. Dạ đây, con tin là ngày hôm nay người hạnh phúc nhất có lẽ là chú đúng không ạ? À? Tại vì chú nhận được rất là nhiều điều từ anh Lâm và con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu gửi tặng cho chú một phần quà, đó là một cặp nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình. Và cảm ơn chú cũng như là anh Lâm đã mang đến câu chuyện đầy ý nghĩa và rất là nhiều điều thú vị đến Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. À. Ngày hôm nay cũng cảm ơn mẹ rất là nhiều, mẹ vợ của em, vì mẹ đã từ chối show này. Thật sự ban đầu là mời mẹ em, tại vì em nhàm nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Nhưng mà thật sự mẹ rất là áp lực, rồi mẹ mới bán cáo cho ba. Và lúc đó cũng lo lắm, em cũng điện cho biên tập, nói là thôi cho anh ao đi, sợ ha ba lên nói chuyện không được, rồi làm ảnh hưởng đến chương trình nữa. Nhưng mà ba cũng vì con, cũng nhận lời.
Thì đó giờ là không có dám nói chuyện nhận lời. Mà ngày hôm nay tham gia chương trình thì anh mới thấy được một cái mặt mà từ đó giờ cha con anh chưa có kịp mà thổ lộ với nhau. Ngày trò chuyện rất là ý nghĩa. Con nói vậy thì mình cũng vui mừng. Bây giờ không biết nói gì hơn. Dạ. À, mọi người ăn đi nào. Dạ rồi, thôi ăn, mời cả nhà. Thôi, để nó nguội ha. Dạ. Thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện ngày hôm nay, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cảm ơn cha vợ của Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm đã cho chúng ta một cái bức tranh về gia đình. Và hy vọng rằng mỗi người chương trình thấy mình trong đó, có điều chỉnh cuộc sống của chúng ta cho nó hoàn thiện hơn, điều chỉnh bữa cơm gia đình, điều chỉnh thời gian để làm sao tạo nên giá trị hạnh phúc của gia đình, tạo nên một giá trị của bữa cơm gia đình, tạo nên vị ngon gắn kết gia đình với nhau. Như vậy là tuyệt vời lắm quý vị. Dạ. Xin được cảm ơn nhãn hàng nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cảm ơn gia đình anh Lê Dương Bảo Lâm. Và bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.